Chào mừng các bạn đã đến với channel của em PES Mobile. Chúng ta lại gặp nhau vào thứ năm hàng tuần quay bốc cầu thủ Play of the Week. Thường thứ năm ở cái mùa PES năm 23 là mình sẽ quay bốc cầu thủ huyền thoại, nhưng mà bây giờ là chúng ta sẽ chuyển cái lịch thành thứ hai nha các bạn. Thứ hai mình sẽ quay những cái bốc epic poster. Tuần này không chỉ riêng về Play of the Week đâu, chúng ta được Konami cho thêm được một cái bốc epic nữa các bạn. Nhưng mà những cầu thủ này là những cầu thủ đến từ Nhật Bản, mình nghĩ là như vậy các bạn ơi. Đó, hậu vệ các kiểu này, RB, đâu đó toàn là những cầu thủ Nhật thôi nha. Và trong đây cũng có thêm những cầu thủ khác nữa. Bốc này nhìn chung là cho người dân Nhật đấy các bạn ơi. Kiểu là người ta sưu tầm những cầu thủ nước của họ ấy, để người ta chơi, người ta trải nghiệm. Ví dụ như là cái game này mà nó sản xuất ở Việt Nam đi, mà có những cầu thủ như là Công Phượng này, Quế Ngọc Hải này, Quang Hải các kiểu đồ, và nó làm những cái loại thẻ epic, thì chắc chắn là người dân Việt Nam chúng ta sẽ quay cái bốc này ha. Còn mình không thích bốc này thì mình sẽ không có quay. Rồi, chủ yếu là video này mình sẽ quay hai cái bốc Play of the Week này thôi các bạn. Play of the Week đầu tiên chúng ta có con hàng Martinelli. Martinelli thì đã có một bàn thắng trước câu lạc bộ Man City, thành ra là đã có mặt cho cái bốc Play of the Week lần này. Chúng ta có sự xuất hiện của Vitinha này, có Coman, có Lino, McTominay, Sterling. Và con hàng rất là đặc biệt, đó là về con hàng Zidane nha các bạn ơi. 1m93, 37 tuổi, chân trái. Và các bạn thấy một cái hình nền rất là quen thuộc, đó là con hàng này lùi sâu về đá cái vị trí hầu các bạn đá vị trí GK nha. Các bạn thấy là đá luôn được cái vị trí GK rất là hài. Đó, phiên bản này là chủ yếu là kiểu săn để mình sưu tầm. Mà nếu như mà các bạn đổi gió một chút xíu thì có thể cho con hàng này xuống GK đá luôn, mặc dù là cái chỉ số của nó không được cao. Giờ là về con hàng Gidu nha các bạn ơi. Gidu chứ mình đọc nhầm mắt các bạn. Chúng ta có Parisi này, Van de Ven của Tottenham. Và con hàng rất là lâu rồi, Aubameyang các bạn ơi. Aubameyang ở cái mùa PES năm 21 đá mới hay, nhưng mà bây giờ là kiểu mình không biết tại sao nữa, nhưng mà thấy Aubameyang hơi bị out meta các bạn. Tốc độ cũng còn rất là nhanh, tốc độ 90 này con nào. Ông nào mà quay dính được Aubameyang cũng rất là ngon nha. Đó là về cái bốc Play of the Week đầu tiên. Về cái bốc Play of the Week thứ hai, chúng ta có sự xuất hiện của con hàng đến từ câu lạc bộ Real Madrid, Vinicius các bạn. Một cái phiên bản mà Vini của chúng ta đôn lên đá luôn cái vị trí tiền đạo cắm, 1m76, 23 tuổi. Chúng ta xem qua một vài những cái chỉ số nha. Khả năng rê bóng rất là tốt, dứt điểm rất là ngon, tốc độ cũng rất là nhanh các bạn. Phiên bản nào của Vini mình thấy tốc độ quá nhanh luôn. Có Barella, có Sturgeon, Foden, Wahi, Zubedia, Thomas Muller. Oh trời ơi, lâu quá không thấy sự xuất hiện của Thomas Muller các bạn. Style of player này, đá đa vị trí nha. Trời ơi, lại nữa rồi các bạn ơi. Nhận thức tấn công, đây là một trong những cầu thủ mà có một cái câu nói rất là hay, đó là kẻ đánh cắp không gian. Các bạn thấy là cái phần nhận thức tấn công 98 quá kinh khủng. Rê bóng, điều khiển bóng cũng rất là ok, chuyền ngắn tốt luôn, chuyền dài tạm ổn, dứt điểm rất là cao. Đánh đầu ok, tốc độ thì hơi chậm nha, tốc độ hơi thọt các bạn. Các bạn thấy là tốc độ quá yếu luôn các bạn, 62, 67 thôi. Rồi, về cái phần skill thì không nói quá nhiều rồi. Đâu đó những con hàng khác nữa nha. Rồi, bắt đầu chuyên mục chính ngày hôm nay của chúng ta đi nào. Bốc này thấy ông nào cũng ngon hết các bạn ơi, chỉ số quá ngon và quá bén. Lượt quay đầu tiên cho cái bốc Play of the Week màu xanh các bạn. Hy vọng bốc này mình dính được con hàng Zidu nha. Zidu chứ nhỉ, đọc là Zidu mới đúng các bạn ơi. Zidu. Trời ơi, lượt quay đầu tiên dính được áo màu xanh, không biết là ai đây. Đây sai. Aubameyang quá lâu rồi. Dính được ông này thì mình cũng rất là vui các bạn. Tại vì trước mình cũng là fan của ông này, nhưng mà bây giờ kiểu đá không được nổi bật cho lắm, thành ra cũng hơi tiếc một chút xíu. Ông này trước đá Arsenal hơi bị kinh, thật sự đá căng lắm, tốc độ kinh, chạy chỗ hay, dứt điểm tốt, quá toàn diện cho một tiền đạo, nhưng mà bây giờ thì hơi bị Amita rồi. Được, quay thứ hai đi nào. Ông nào đây? Á à, trời ơi, còn gì nữa đâu. Zero, ngon lành luôn, ngon lành cành đào các bạn. Kiểu mình ước gì được đó ấy. Lượt quay này mà dính thêm con hàng Martinelli nữa là quá đẹp, hoặc là về con hàng Coman các bạn ơi. Martinelli đi nào, để mình có thể build một cái câu lạc bộ Arsenal Martinelli. Liệu rằng là cái lượt quay này dính ai thì nhờ.
Từ này các bạn quay dính hai thì có thể comment xuống phần bên dưới để cho mọi người cùng xem cái kết quả của các bạn nha. Thì quay này chắc chắn là dính Vitinha rồi các bạn. Nhìn là nhìn kiểu nhìn cái cờ là biết ngay, nhìn cái giải ấy. Rồi, con hàng này không biết là như nào. Mình thì cũng chưa biết, quay chủ yếu là sưu tầm. Rồi bốc quay thứ hai nha. Thì quay thứ hai đi nào. Vinicius được không ta? Liệu rằng là có sự xuất hiện của Vinicius hay không? Mình là fan của Vinicius nha, mình đã có một cái phiên bản Showtime rồi. À, cờ Pháp rồi các bạn, cờ Pháp các bạn nghĩ ra ai đi nhỉ? Hồi nãy mình quên mất các bạn ơi, cờ Pháp dính ông nào đây? Ờ, câu lạc bộ. Khuôn mặt màu đen đen, số 9 nữa. Nhìn mặt căng thế nhỉ? CF Wahi. Mình nghĩ là cái tốc độ của ông này rất là ngon ấy. Nhiều khi các bạn thấy là cái tốc, sorry các bạn, cái chỉ số không được cao, chúng ta đừng có vội đánh giá. Nhưng mà kiểu là phải xem trước về các bạn chỉ số bên trong, nhiều khi là chỉ số ẩn nha. Rồi tiếp tục lượt quay thứ hai đi nào. Hồi nãy mình nói cờ Pháp, sorry các bạn, nói nhầm nha các bạn, cái đó là cái giải Pháp các bạn. Sorry mọi người. Lượt quay thứ hai. Sai, ngoài Hàng Anh rồi. Chắc chắn là Vini. À, sorry các bạn, không phải là Vini chứ, mình nhầm nữa rồi. Phil Foden của bạn. Trời ơi, số 47. Con hàng khá là đẹp trai, nhìn cái mặt kiểu rất là thông minh. Ông này cực kỳ toàn diện. Trời ơi, nhìn kiểu khỏe các bạn. Con hàng của Man City thì quá ngon rồi. Ông này kiểu rê bóng cực kỳ tốt. Và lượt quay cuối cùng của chúng ta. Trước khi quay thì bạn nào mà có nhu cầu nạp coi, muốn nạp coi giá rẻ hàng chính hãng để có thể săn những cầu thủ play up the quick, săn huyền thoại mà các bạn yêu thích thì có thể liên hệ qua Facebook và Zalo của mình nha. Mình sẽ để cái số điện thoại và cái link Facebook bên dưới phần mô tả để các bạn có thể tiện liên lạc với mình hơn. Thường thì coi bên mình là coi chính hãng và có bảo hành cho các bạn. Còn nếu mà các bạn chơi con ví giá rẻ thì cái loại này có nguy cơ ban, các bạn cần phải cân nhắc nha. Và cái loại này mình sẽ không bảo hành. Rồi lượt quay cuối cùng của chúng ta đi nào. Liệu rằng là Vinicius có xuất hiện hay không? Vinicius đi nào. Giải Tây Ban Nha đi các bạn ơi, Vinicius đúng không? À trời ơi, Liga rồi. Chắc chắn là Vinicius, mình đang có cái linh cảm là như vậy. Màu trắng, áo màu trắng đi nào. Ôi trời ơi, không phải rồi. Không phải là Vinicius của chúng ta. Ôi ông này nhìn quen quá. Ông này là ai nhỉ? Ôi trời ơi, Zubedia, hậu vệ á. Rồi, đó là về cái bốc, hai cái bốc play up the quick từng này nha. Mình nhiều thẻ năm sao quá, mình chưa có đổi, nó bắt mình đổi này. Để coi, hình như là mình sắp hết hạn cái thẻ năm sao các bạn. Thì mình, các bạn thấy là mình quá nhiều những cái thẻ luôn. Thành ra là phải đổi bớt nha, thì nhiều khi nó hết hạn ấy. Hồi nãy mình thấy là còn có một ngày mình sử dụng thôi. Rồi, đổi con hàng Bellingham này. Đổi thêm con hàng Ansu Fati đi. Đổi một vài ông đi đó bạn. Ansu Fati các kiểu. Con hàng này bây giờ là đang đá cho câu lạc bộ nào nhỉ? Nhìn đôi cánh quen quen nhưng mà không nhớ tên. Cầu thủ trẻ có Barcelona hồi xưa các bạn, đá cháy lắm, tốc độ kinh. Nhưng mà cái dứt điểm hơi cùi. Rồi. Rồi. Chúng ta vào, chúng ta build đội hình nha. Rồi. Con hàng hậu vệ này. Phi Foden này. Foden có thể đá cánh được luôn nha các bạn, đá rất là toàn diện luôn ấy. Đá được cái vị trí SS nữa. Đó, rất là ngon. Xem qua cái chỉ số của cầu thủ này luôn nào. Ôi trời ơi, các bạn thấy một chỉ số rê bóng rất là ngon. Quả bén luôn, tốc độ rất là nhanh. 88 về cái phần bứt tốc. Thăng bằng ok này. Stamina chơi hết trận. Rồi, đó là về Foden nha. Về con hàng tiền đạo mình nói nè các bạn, chúng ta cùng nhau xem cái chỉ số của này đi. Mà 20 tuổi các bạn ơi, tiền đạo trẻ nha. Thường mình thấy là Konami hay boost cho tiền đạo trẻ đó các bạn. Tin mình, bạn thấy dứt điểm rất là cao, 94 luôn. Trời ơi, tốc độ, trời ơi, mình nói có sai đâu các bạn. Tốc độ 90, con hàng này đá hơi bị ngon ấy. Thăng bằng không quá vững, tầm trung. Nói chung là có thể chơi được ông này nếu mà chúng ta kiểu muốn trải nghiệm. Nhiều khi mình chơi quen á, cái form A thì đá rất là ngon, nhưng mà sang tuần thì lại đá kiểu cùi các bạn. Và con hàng khi đu của chúng ta, mấy ông này kiểu ông này nhìn xàm quá các bạn ơi.
Ziru, mình đọc là Zidu. Đá GK mà style Targetman mẹ kiểu ảo thật. Hề thật chứ, Mitiya này. Và Abumiyan này các bạn, Abumiyan. Kéo xuống đây nha, cho Abumiyan lên đá tiền đạo luôn. Rồi, còn ai nữa không nhờ? Nãy mình quay thêm ai nữa ta? Nãy giờ là mình quay đủ rồi đúng không? 6 ông này, 2, 4, 6, đủ rồi. Và đó là cái bốc play of the week tuần này. Các bạn thấy là mình quay may mắn không các bạn? Kiểu là cũng ok, mặc dù là không dính được finisher nhưng mà dính được con hàng Zero. Hôm nay mình quên xem cái chỉ số nữa. Về cái phần đánh đầu hôm nay hơi bị ngon nha. Đánh đầu 95 rất là tốt và có skill đánh đầu ở này. Rồi, tốc độ không quá nhanh rồi. Lực sút đóng căng, tranh chấp bóng tốt, ok luôn. Vitinha xem như thế nào nhỉ? Con hàng này hơi thấp nhờ, 1m72 thôi. Style box to box. Ui trời ơi, khả năng rê bóng quá hay, quá ngon. Khả năng rê bóng tốt nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ không dùng được các bạn ơi. Con này kiểu hơi thọt, mình nghĩ là như vậy. Rồi, đó là video ngày hôm nay, tuần này của chúng ta nha. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu mà các bạn có nhu cầu nạp coin, muốn nạp coin giá rẻ để săn những cầu thủ huyền thoại mà mình yêu thích, thì liên hệ qua Facebook và Zalo với mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sắp tới trên kênh của IMPS Mobile.